Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 10 tháng 5. Ukraine nã pháo vào các vị trí của Nga gần Avdiivka. Một khẩu đội lựu pháo Ukraine đã nã đạn vào các vị trí của lực lượng Nga gần Avdiivka hôm 9 tháng 5. Loại lựu pháo được sử dụng tại đây là Dana do Cộng hòa Séc chuyển cho Ukraine năm 2022. Andriy, sĩ quan của khẩu đội lựu pháo Ukraine cho biết, sau 3 tháng tư quả đạn được bắn, lực lượng Nga sẽ nã pháo đáp trả. Cùng ngày, quân đội Nga cho biết, lực lượng đặc nhiệm của nước này đã phá hủy một phương tiện chiến đấu bọc thép và loại bỏ một số binh lính Ukraine ở Avdiivka. Quan chức Ukraine nói cuộc phản công sắp tới không phải là trận chiến lớn. Trợ lý của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak, cho biết cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine không phải là một bộ phim Hollywood và không nên kỳ vọng cuộc phản công sắp xảy ra của Kiev sẽ là một bước ngoặt trong đó. Khi chúng ta nói về một cuộc phản công, rằng nó sẽ khiến Nga sụp đổ hoặc ngược lại, sẽ không có lợi cho Ukraine, có vẻ như chúng ta đang ở trong một bộ phim Hollywood, nơi một trận chiến lớn ở trung địa bắt đầu và một trận chiến vì Gonder sẽ quyết định mọi thứ. Mọi thứ không xảy ra như vậy. Theo ông Podolyak, cuộc phản công sắp tới sẽ là một tập hợp gồm nhiều sự kiện, trong đó một số sự kiện có thể thành công hơn, trong khi những sự kiện khác có thể không được như vậy. Tổng thống Serbia tiết lộ điều phương Tây muốn ông làm với Nga. Tổng thống Aleksandar Vučić cho biết bất kỳ đại diện nào của phương Tây đến thăm Serbia đều bắt đầu bằng việc yêu cầu Belgrade áp đặt trừng phạt đối với Moscow. Theo ông Vučić, phương Tây vẫn chưa từ bỏ việc thúc đẩy Belgrade áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, Belgrade cho đến nay vẫn chống lại những áp lực này. Phát biểu với kênh truyền hình Happy TV của Serbia hôm 8 tháng 5, Tổng thống Vučić thừa nhận rằng ông đã quen với áp lực và tối hậu thư liên tục từ các đại diện phương Tây. Thụy Sĩ tập trận quân sự quy mô lớn giữa bối cảnh xung đột Nga-Ukraine. Cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong hơn 30 năm qua của Thụy Sĩ, mang tên LAX-23 đã diễn ra từ ngày 1-9/5 tại 4 bang với sự tham gia của 4.000 binh sĩ. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các binh sĩ đã thực hiện các nhiệm vụ đẩy lùi kẻ thù giả định, ném lựu đạn và bắn đạn thật khi cần phòng vệ theo chính sách trung lập vũ trang trung lập nhưng sẵn sàng tự vệ bằng vũ lực. Cuộc tập trận LAX-23 được Thụy Sĩ lên kế hoạch từ năm 2021 và không được tổ chức nhằm phản ứng với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, sự thấu hiểu của người dân về các cuộc tập trận như thế này đã thay đổi rất nhiều và điều này có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ukraine tố Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào Kiev sáng sớm 9 tháng 5. 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã bắn khoảng 15 tên lửa từ khu vực biển Caspian. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kiev Sergei Popko cho biết trên Telegram, các loại đạn được sử dụng là tên lửa hành trình phóng từ trên không KS-101. Tất cả các tên lửa của Nga đã bị bắn hạ và không có thương vong hay thiệt hại đáng kể nào. Trong một thông báo trên Telegram, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko nói rằng các mảnh vỡ từ tên lửa có thể đã rơi xuống một tòa nhà dân cư ở phía tây nam thủ đô, nhưng không gây ra bất kỳ thương tích hay thiệt hại nghiêm trọng nào. Lầu Năm Góc xác nhận Ukraine bắn hạ tên lửa Nga bằng hệ thống Patriot. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder hôm 9 tháng 5 cho biết, quân đội Ukraine đã bắn hạ một tên lửa Nga bằng cách sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Tôi có thể xác nhận rằng Ukraine đã bắn hạ một tên lửa của Nga bằng cách sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Hệ thống đó là một phần trong phạm vi khả năng phòng không rộng lớn hơn mà Mỹ và cộng đồng quốc tế đã cung cấp cho Ukraine, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói với các phóng viên hôm 9 tháng 5. Cựu tư lệnh NATO tiết lộ lý do phương Tây sợ Ukraine chiến thắng. Cựu tổng tư lệnh NATO tại châu Âu Philip Breedlove cho rằng phương Tây lo sợ Ukraine chiến thắng vì nguy cơ leo thang hạt nhân và xung đột sẽ lan rộng ra châu Âu. Điều đó tức là phương Tây đang đặt Ukraine ở một vị trí khó khăn. Ông Breedlove cho rằng việc phương Tây cấm Ukraine sử dụng vũ khí do NATO cung cấp để tấn công Nga đang bảo vệ sự an toàn cho Moscow. Ông nhận định, Mỹ đang quá để tâm vào những tuyên bố của Tổng thống Putin khi Moscow đưa ra những cảnh báo răn đe quân sự. Lực lượng Nga phá hủy súng cối và kho đạn dược của Ukraine ở Kherson. Người phát ngôn của các dịch vụ khẩn cấp khu vực hôm 10 tháng 5 cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy một khẩu pháo và một khẩu súng cối của Ukraine ở khu vực Kherson trong ngày qua. Vào ban đêm, hỏa lực pháo binh gần khu định cư Inchernonoy đã phá hủy một khẩu pháo tự hành 2S1 GVOZDK. Hôm qua, hỏa lực pháo binh của Nga gần khu định cư Poniatowka đã phá hủy một đội súng cuối cùng kho đạn của Ukraine, người phát ngôn nói.